không biết nói gì hơn ngoài dự tính. Anh rất là nhiều thứ để hôm nay để nói, để chuẩn bị viết tờ giấy rất là dài, nhưng hiện tại bây giờ không cần thiết nó. Vì anh nghĩ một điều nữa, anh thương em rất nhiều. Vì hôm nay đây là cái thử thách cuối cùng mà em chờ dành cho hai chúng ta. Anh chỉ hy vọng một điều thôi, em có thể làm vợ anh nha. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa.